Khi cầm lên bao tay á, thì chúng ta sẽ thấy được đẹp, rất giá trị, nhưng mà chưa thể hình dung được hết thực tế khi cầm lên da tay thật của chúng ta không có bao tay nó sẽ như thế nào. Chính vì vậy Kỳ Lân xin phép đích thân mình cầm, cũng như là khi quý khách xem qua video thì cảm nhận được giống như là mình đang cầm, để mình cảm nhận được khi nó kết hợp hài hòa vào cái mình cầm trực tiếp cái tay mình nó sẽ đẹp như thế nào. Thì đây là cái hình dung thực tế nhất để quý khách ngồi xem trên video vẫn hình dung được. Và một điểm đặc biệt nữa, nếu như mà chúng ta muốn một điểm thêm một điểm nữa thì Kỳ Lân sẽ tư vấn thêm là làm quả táo này đính kim cương luôn trên quả táo này cũng rất đẹp. Nhưng hiện tại là cái này sự kết hợp giữa vàng hồng nó kết hợp với cái phần lưng này, một phần lưng độc, một phần lưng quá đặc biệt này, tạo nên một cái sự khác biệt thì phải dùng cái logo quả táo này. Nếu